Rồi, xin chào anh em đến với kênh Trà Nghèo Đô. Thì hôm nay em giới thiệu anh em hai sản phẩm gồm chiếc cam ly độc lạ của anh và cùng với đôi lò của anh luôn, liên cà tàng. Và chiếc cam ly này là kỹ sư người Anh đã thiết kế lên, lập lên nó, có nguồn gốc từ Anh đàng hoàng, tem mác, chữ nghĩa và các linh kiện, cũng như là anh em mà quan tâm cái sản phẩm này thì có thể vào Zalo em mà chụp hình rất là rõ rồi, bên Zalo, tại vì ngoại hình của nó cũng khá nhỏ rồi. Bây giờ em quay chủ yếu về tầm để lo và chiếc âm ly em giới thiệu luôn cho anh em là chiếc này là mặt ráp tai của anh. Thì nó có thiết kế là bên dưới đây, bên dưới con tem bạc của nó, mặt đáy của âm ly em chụp lại nè, là nó để là thông số điện từ 120 tới 240, tức là anh em chơi điện nào trong phạm vi đó cũng ok hết. Đó. Cho nên là rất là thoải mái chơi từ phạm vi điện đó là không có sợ lộn điện. Rồi bây giờ hiện tại em cắm điện 220 để test luôn ha. Còn bên trong thì mạch như thế này, nó gồm tầng khuôn xiên. Đó, mạch thiết kế cũng khá chắc nè. Và xài 4 con sò. Bởi 4 con sò mô tô thang sò trung của nó. Rồi thì mạch của nó thì hình thức là của âm ly Anh như thế này, gồm những cái linh kiện chắc lắm, rất là chắc. Thì phía trước nó thiết kế là có nút bát và chép luôn, thường âm ly Anh để đặc trưng không ít khi nào có, con này chắc lọc bát chép mà áp phê của nó rất là cao, hai cái nút này nó có tầm quan trọng trong cái chiếc này lắm. Volume và bao quanh nguồn. Thiết kế mỏng thôi. Thì phía sau của nó đây có thể làm rề, anh em tham khảo phía sau của nó có thể làm cổng rề, con này làm rề cũng khá hay lắm ha. Bí quá chúng ta có thể chơi những con bao công suất lớn hơn, hay là những con âm ly đèn hay bao đèn, lấy của nó làm rề luôn cũng khá hay, tại vì nó chỉnh được bát chép ở đó, phê nó cao lắm. Một lát em chỉnh cho anh em mà khảo sát luôn. Và các nút rất là vàng chữ của nó. Rồi, nguồn gốc của nó là Anlê en lăng ha. Rồi, chơi con này chơi loa Anh, loa châu Âu rất là hay, con này tiếng hay lắm nè. Mặt hàng rất là hiếm, ít có. Em hiện tại bây giờ em test đôi bookshelf Linh Catan này. Đôi lo này tiếng chất không đơn giản ha. Và cái đôi loa này là độ nhạy nó thấp lắm. Độ nhạy 85 decibel thôi. Và anh em biết rồi, nhớ con mà độ nhạy thấp thường âm ly Anh nó làm. Độ nhạy càng thấp thì càng khó ghép, nhưng mà khi ghép được thì nó sẽ rất là hay. Nhưng mà cái đôi Catan này thì nó dễ ghép thôi, nhiều đôi liên khác nó hơi khó ghép, nhiều đôi Catan này tương đối cũng khá dễ chứ không phải là dễ. Và bây giờ em ghép với chiếc âm ly Anh này thì đồ Anh ghép với đồ Anh thì tuyệt vời rồi. Và một lát nữa cuối video em sẽ cho anh em thưởng thức một con mini bé bỏng này, sẽ quấn đôi Tannoy Bass 40 phía sau, thì một đoạn ngắn để anh em cảm nhận về nó luôn ha. Cái ghép với cái đôi này không thì có khi anh em chưa cảm nhận ra nó. Thì giá của con âm ly Anh á, con đó hay chất lắm, em đánh giá nó cao lắm, giá nó là 16 triệu ha. Và đôi lo Linh Catan này có giá thì 15 triệu, thì tất cả em báo giá là bao ship toàn quốc cho anh em. Đối với đôi lo Linh Catan này á, là sản xuất ở Scotland, UK là Anh ha. Có cái thước chiều ngang mặt tiền của nó là 17, cao 34 và hậu sâu 23, cao 34 hậu sâu 23. Và phía trong nó ốp vô gọn vô, tức là ở mặt tiền nó là 17, còn phía sau nó là khoảng 12, em đo đúng là 12 ha. Hậu sâu là từ đây vô đây là 23 cm, cao là 34, mặt tiền là 17, con bát này là 12.5, chưa được 13 nữa ha. Bát bookshelf. Rồi, củ bát và củ chép em đã chụp hình cho anh em coi ha. Đây, anh em soi hình củ bát và củ chép em thể hiện trên màn hình. Củ bát đây. Và
Thì đối với loa Anh, loa châu Âu thường là nó hàng tiếp điện từ dây vô cũ luôn, tức là nó làm cho tiếp xúc thật tốt chứ không phải là dòng loa Nhật loa mà anh em thường thấy là cái nút ghim. Thường thì cái dòng mà thường là thường phải có, nó là giảm bớt trở kháng, là giảm bớt trở kháng cho nên nó hàng trực tiếp luôn ha. Hàng trực tiếp từ bát tới chép, hàng trực tiếp hết. Đôi loa gyro Ý vừa rồi em cũng hàng trực tiếp, nó hàng trực tiếp luôn ha. Đôi này là nó hàng trực tiếp luôn, nó không qua một cái nút cắm nút gì hết. Làm giảm trở kháng của nó là tức là tiếp xúc thật là tốt để cho có chất âm hay nhất. Còn khi chúng ta chơi dây á, nhiều anh em là chơi dây đầu này của nó qua đầu kia, thực tế thì làm cho nó tiện thôi. Thứ nhất là cho nó tiện, thứ hai là nó đẹp mắt đối với nhiều anh em thì mê thích chơi vậy, nhưng mà đã qua một cái đầu là giảm mất một khúc tử kháng rồi, chắc âm thì không thể hay nào hay bằng chúng ta câu dây trực tiếp vô cầu lo hết. Đó là khuyến cáo cho anh em chơi Euro. Nếu như chơi dòng châu Âu thì anh em mới cảm thấy là dây nhợ nó rất quan trọng, khi nâng cấp dây là tiếng nó rõ rệt luôn, nó khác xa so với dây bình thường, rõ rệt về dây thôi. Đến nỗi là cái cầu bị quay thôi á, khi câu từ cái cầu bát lên cầu chép đó là đã thay đổi chất âm rồi, đối với dòng châu Âu là nó như vậy. Rồi bây giờ em mời anh em test một đoạn nhạc của chiếc âm ly ha. Đây em test từ TV xuống đây ha. Đối với đôi loa này nó quýnh trong phòng thì cực tốt rồi, khoảng 20 mét vuông đỡ lại là quá ngon ha. Mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển nhẹ tay nghe tay người lạc lối. Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đã mòn, trăng treo đầu con sông, tan theo chút tình xa vắng. Làm sao dù được tình với nỗi đau này ngơi. Tình yêu vô tội để lại cho ai. Tan khóc môi tình
vô nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành, tan tành tựa sương khói chiều hoàng. Cái đôi lo này là đôi lo bốc xeo, kích thước dạng nhỏ nên chúng ta để phòng khoảng từ 20 tối thiểu là 25 mét vuông đổ lại thôi ha, nó sẽ cho là một chất âm rất tốt. Con này bát quýnh khá là chắc luôn. Đừng hỏi vì
sao tôi nhớ người, nhớ mắt mùa thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chàng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang mà giờ chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu. Khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiên tha, tình ngập tràn. Em đã rời cầu lo qua cặp Tanoi Island MK2 Bách 40 để test sơ lược có qua âm ly rõ tài của anh ha. Sẽ to nó là phono, CD, tab, tuner, cái này record rồi ha, còn cái này là đầu vào. Rồi đối với đôi linh katan này, phía sau của nó là có tới 4 co, là 4 nè, 4 cầu quay quay. Con này được sản xuất tại Quất Lan UK. Số series của này là 291, bên kia liền kề là 292 ha. Mô đen nó là Katan ha. Lin Katan. Anh em chỉ cần cắm cục loa vào đây, cộng trần là chơi ha. Cái đây là phan ra VY á, nhưng mà VY nó có móc nối bên trong rồi, nó rất là tiện. Bên dưới nó có lỗ hơi nè ha. Về phần lỗ hơi của nó thiết kế, anh em nhìn trên hình em chụp đó, nó là một cái cục hơi và hai bên nó bịt mút lại, bịt mút lại xong rồi ý là quýnh là nó cũng ra hơi nhưng mà ra ém lại bớt ha, nó thông ra lỗ hơi phía sau. Và hệ thống phân tầng của nó thì đây rồi, và chiếc bên đây là 292 Quất Lan UK ha. Đối với lo Lin Katan thì có giá là 15 triệu ha, bao ship. Và chiếc em đi mạch rất tài này, con này nó ghép nhiều dòng lo lắm, rất là hay, giá 16 triệu bao ship. Rồi xin chào anh em.